hết giờ giặt rồi, dạy con học thôi. Tôi cũng muốn dạy chứ, nhưng anh coi áo còn dơ nè. Chuyện nhỏ, chị chỉ cần phân nửa thời gian giặt cho Thái Hương đâu đi. Một nửa thời gian sao mà trắng sạch nổi. Giặt rồi tính ngay. Chiếc giờ đã ra rồi. Xong rồi thấy không? Giặt bằng thay áo trắng hơn. Chỉ cần một nửa thời gian, dò nữa đi. Đã trắng thì phải trắng như thay.